lúc trước không ngồi được nhịn. Là lúc trước không ngồi được à? Thế tốt đấy. Nhưng bây giờ ngồi xuống thì được đây. 80% á. 80%. Cái lưng này còn mổ hết rồi. Lưng hết đâu luôn rồi. Gai. Dạ, vai hết đâu. Gai cổ thông hết căng. Vai cổ thông hết, hết đâu luôn rồi. Cảm ơn ông bò. Đây là biết đó sao. Mình thì bệnh quá trời. Dạ. Nếu mà được còn đưa đến thì cái mặt nó thì xoay đẩy nó cay nó cũng đành ràng bồi cho mình. Lúc trước đây cái mặt nó nặng nặng, bây giờ cái mặt nó nhẹ nhàng, nó xinh gái rồi đúng không? À, rồi. Có thể xinh gái lên không? Xinh gái à? Đẹp gái á? À, không đẹp gái già rồi. Nhưng mà nghe cái mặt là thấy mềm mại hơn, nó căng ha. Rồi. Rồi bớt 70%, chúc mừng đi bà con ơi. Rồi mà bớt là bớt cái gì em? Bớt đau đế đệ. À bớt thoát vị đế đệ. 80% là đỡ rồi đúng không? Tức là gần 90 rồi đó, sắp sửa khỏi rồi đúng không ạ? Bây giờ chị vận động xem có khác được không? Cử động ha. Rồi bây giờ chị cứ ngồi đứng lên xem sao nào. Em ơi, để rồi, tốt rồi. Ok. Quá nặng, người hết đau rồi. Bây giờ thở thấy người nó nhẹ lắm lắm rồi. Cảm ơn bác sĩ ạ. Nhẹ chỗ nào? Nhẹ cái lưng, đau cái lưng mà nó nhẹ lưng mà đau cổ. Nhẹ lưng, nhẹ luôn cả cổ. Chỉ là đau lưng nhưng mà có bên đây cũng làm cho thì thấy cỡ cũng nhẹ rất nhiều. Người này xong rồi làm tiếp. Rồi bệnh nhân nào xong rồi à? Trang ơi Trang. Rồi bác nào xong rồi thì lên đây. Hốt đi anh em. Chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.